Trong ngày 12 tháng 3, các cuộc bầu cử sơ bộ sẽ tiếp tục diễn ra tại các bang Georgia, Hawaii, Washington và Mississippi và nhiều khả năng cựu tổng thống Donald Trump sẽ giành đủ số phiếu cần thiết để trở thành ứng cử viên đại diện cho Đảng Cộng hòa tham gia tranh cử tổng thống Mỹ. Tuần trước, ông Donald Trump đã vượt qua đối thủ duy nhất còn lại, cựu đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley, khi giành chiến thắng tại 15 trên 16 bang trong ngày bầu cử siêu thứ ba ngày 5 tháng 3. Với kết quả này, Ông Trump chỉ cần thêm khoảng 140 phiếu đại biểu để trở thành người đại diện cho Đảng Cộng hòa trong cuộc đua vào Nhà Trắng tháng 11 tới. Tổng số phiếu đại biểu tại các bang Georgia, Hawaii, Washington và Mississippi hiện là 161. Quyết định ngừng chiến dịch tranh cử của bà Haley khiến việc đạt đủ số phiếu đại biểu cần thiết dường như trong tầm tay của ông Trump. Về phía Đảng Dân chủ, cùng ngày, Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng sẽ góp mặt trong các cuộc bầu cử sơ bộ tại Georgia, Mississippi Washington và quần đảo Bắc Marianas. Tổng thống Biden đã thống trị đường đua của Đảng Dân Chủ từ cuộc bầu cử sơ bộ ở South Carolina hôm mùng 3 tháng. Hai vừa qua cho đến mạch chiến thắng áp đảo trong ngày siêu thứ ba để rộng đường tiến tới giành đề cử của đảng. Ông Biden sẽ có đủ phiếu bầu để trở thành đại diện đảng Dân Chủ trong ngày 12 tháng 3 nếu giành được 40% phiếu đại biểu. Dạng sáng ngày 6 tháng 3 theo giờ bờ đông của Mỹ, tức trưa mùng 6 tháng 3 theo giờ Việt Nam. Các hãng truyền thông Mỹ dự báo đương kim Tổng thống Joe Biden của Đảng Dân Chủ và cựu Tổng thống Donald Trump của Đảng Cộng Hòa giành chiến thắng lớn tại bang California trong ngày bầu cử sơ bộ siêu thứ ba. Tại Mỹ, kết quả kiểm hơn 35% số phiếu tại California cho thấy ông Biden đang dẫn đầu với 88,3% số phiếu bầu và có khả năng giành chọn 424 phiếu đại biểu của bang này. Trong khi đó, ông Trump có được 74,8% số phiếu ủng hộ, còn đối thủ của ông là cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley được 21,2%. Theo đó, ông Trump cũng có cơ hội ôm chọn 169 đại biểu của bang này. California là bang đông dân nhất nước Mỹ với hơn 39,3 triệu người và số đại biểu của hai đảng cũng được phân bổ nhiều nhất, cao hơn cả bang Texas. Những chiến thắng liên tiếp trong ngày siêu thứ ba càng củng cố nhận định của giới quan sát rằng cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới sẽ là màn tái đấu giữa đương kim Tổng thống Joe Biden và người tiền nhiệm Donald Trump. Bầu cử Mỹ năm 2024, ông Trump dẫn trước Tổng thống Biden ở bảy bang chiến địa Theo kết quả khảo sát mới nhất, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đang dẫn trước đương kim Tổng thống Joe Biden ở bảy bang chiến địa. Kết quả khảo sát do liên danh Bloomberg News Morning Consult thực hiện cho thấy, ông Trump dẫn trước ông Biden tại bảy bang chiến địa gồm Arizona, Georgia, Pennsylvania, Michigan, North Carolina, Nevada và Wisconsin. Tính trung bình trên 7 bang, có 48% cử tri cho rằng sẽ bỏ phiếu ủng hộ ông Trump, trong khi tỷ lệ này với ông Biden là 43%. North Carolina là bang ông Trump dẫn điểm lớn nhất trước ông Biden 9 điểm, với 50% cử tri ủng hộ ông Trump so với 41% ủng hộ ông Biden. Ngoài ra, ông Trump cũng dẫn trước ông Biden 6 điểm tại bang Arizona, Nevada, Georgia và Pennsylvania. Đây là 4 bang mà ông Biden giành chiến thắng trong kỳ bầu cử Tổng thống năm 2020. Khoảng cách cũng thu hẹp hơn tại Wisconsin và Michigan, hai bang từng mang lại chiến thắng cho ông Biden vào năm 2020 với điểm số dẫn trước dành cho ông Trump lần lượt là 4 điểm và 2 điểm. Thăm dò dư luận của Bloomberg News Morning Consult được tiến hành từ ngày 12 đến ngày 20 tháng 2 với 4.955 người tham gia khảo sát ở bảy bang chiến địa với mức độ sai số khoảng 1%. Bầu cử siêu thứ ba ở Mỹ, kịch bản Trump và Biden tái đấu gần như chắc chắn. Với thắng lợi áp đảo của cả hai ứng cử viên hàng đầu, đây có thể được coi là mùa bầu cử sơ bộ có tính cạnh tranh ít nhất và chiến dịch tranh cử song mã dài nhất trong lịch sử bầu cử của nước Mỹ. Trong ngày bầu cử siêu thứ ba, hàng triệu cử tri tại 16 bang và vùng lãnh thổ trên khắp nước Mỹ đã đi bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử sơ bộ theo hình thức bỏ phiếu hoặc họp kín để bầu chọn ra cơ mặt đại diện cho đảng của mình ra tranh cử Tổng thống. Các cuộc bỏ phiếu trải rộng trên nhiều múi giờ, bắt đầu từ 7 giờ sáng và kết thúc muộn nhất là 21 giờ theo giờ địa phương. Song song với những cuộc đua giành vé ứng cử viên tổng thống, cũng diễn ra một số cuộc bỏ phiếu quan trọng để giành ghế tại thượng viện và hạ viện, cũng như trong các cơ quan lập pháp cấp bang. Tính đến gần nửa đêm ngày 5 tháng 3 theo giờ địa phương, đương kim tổng thống Biden đã chắc chắn giành thắng lợi tại 8 bang và dự kiến sẽ giành thắng lợi ở ít nhất 6 bang tiếp theo. Thất bại duy nhất của ông Biden cho đến thời điểm hiện nay là tại vùng lãnh thổ Samoa. Chiến thắng của ông Biden còn vang dội hơn so với năm 2020 khi ông giành được 10 trên 15 bang. Trong khi đó, cựu Tổng thống Trump đã giành được thắng lợi tại 6 bang và có thể giành thắng lợi tại 8 bang tiếp theo. Trong ngày siêu thứ ba, ông Trump chịu thất bại tại duy nhất bang Vermont trước đối thủ Nikki Haley. Mặc dù chưa có kết quả chính thức, nhưng chắc chắn hai ứng cử viên đương kim Tổng thống Biden và cựu Tổng thống Trump sẽ trở thành hai gương mặt đại diện cho Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa ra tranh cử trong cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11 năm nay. Theo quy định, ứng cử viên Đảng Cộng Hòa sẽ cần ít nhất là 1.215 trên 2.429 tổng số đại biểu để đại diện cho Đảng ra tranh cử Tổng thống. Con số này của Đảng Dân Chủ là 1.968 trên 2.429 tổng số đại biểu. Với các kết quả trong bầu cử siêu thứ ba, có lẽ để đạt đủ con số trên hai ứng cử viên chỉ cần một thời gian ngắn nữa, trong khi không có đối thủ cạnh tranh. Cho đến thời điểm này, thì người dân Mỹ đã bắt đầu chuyển sang đánh giá xem ai sẽ là người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vào cuối năm nay. Hiện tỷ lệ ủng hộ ông Biden tiếp tục tái cử có vẻ là thấp hơn đối thủ của mình, nhưng không phải là không có cơ hội lật ngược. Theo một số kết quả thăm dò dư luận mới nhất, ông Biden chỉ có khoảng 43 đến 44% cơ hội tiếp tục ở lại Nhà Trắng, trong khi cựu tổng thống Trump thì nhìn hơn một chút ít với 46 đến 48%. Theo đó, Trump đang có cơ hội lặp lại lịch sử lần thứ hai khi một tổng thống thất cử ra tranh cử và giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tiếp theo, giống cuộc bầu cử vào năm 1892. Trong khi ông Trump tiếp tục duy trì được sự ủng hộ của các cử tri trung thành thì mức độ dẫn đầu đang có xu hướng suy giảm. Kết quả một số cuộc thăm dò cũng cho thấy vị thế của ông Biden đang dần ổn định trong cuộc đua vào Nhà Trắng và sự trỗi dậy của ông Trump đã hạ nhiệt, đặc biệt tại các bang chiến địa, tỷ lệ ủng hộ đối với ông Biden cũng ngang ngửa, thậm chí là có bang còn vượt trội hơn so với ông Trump. Với việc chiến dịch tranh cử còn kéo dài, trong khi ông Trump tiếp tục phải đối mặt với các rắc rối pháp lý, phía trước cuộc đua Biden-Trump có thể sẽ còn rất nhiều bất ngờ. Dự kiến Đảng Cộng Hòa sẽ tổ chức đại hội đảng vào giữa tháng 7 tới, trong khi Đảng Dân Chủ sẽ tổ chức đại hội vào nửa cuối tháng 8. Nếu không có gì thay đổi, các ứng cử viên Tổng thống có thể thực hiện 3 phiên tranh luận trực tiếp với một phiên trong tháng 9 và hai phiên trong tháng 10 trước khi bầu cử diễn ra vào ngày 5 tháng 11. Donald Trump đang lần lượt thắng lớn ở 11 tiểu bang Đài Fox News vào ngày 6 tháng 3 dẫn lời cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ thắng lợi tại từng tiểu từ bang trong bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa trong ngày siêu thứ ba, đồng thời cho hay ông đang tập trung vào đối thủ tranh cử tiềm năng là đương kim Tổng thống Joe Biden. Các cố vấn của Trump cho biết họ kỳ vọng ông sẽ chính thức giành được đa số đại biểu Đảng Cộng Hòa không muộn hơn ngày 19 tháng 3 khi 2 phần 3 số bang hoàn tất bỏ phiếu. Dự kiến ông Trump đối diện phiên tòa hình sự đầu tiên vào 6 ngày sau đó tại New York. Trong vụ án trên, ông bị buộc tội làm sai lệch hồ sơ kinh doanh để che giấu các khoản thanh toán tiền bịt miệng, một ngôi sao khiêu dâm trong cuộc tranh cử Tổng thống năm 2016. Về phía Đảng Dân Chủ, Tổng thống Joe Biden nói rằng các cuộc bầu cử là cơ hội để giải quyết sự chia rẽ và bạo lực cực độ mà Đảng Cộng Hòa đang thúc đẩy. Cuộc bỏ phiếu sơ bộ tại một số bang vẫn mở, trong đó Alaska, dự kiến kết thúc vào lúc 12 giờ ngày 6 tháng 3 theo giờ Việt Nam. Theo Reuters, các hãng truyền thông và các công ty theo dõi kết quả bầu cử Mỹ, Tổng thống Biden tiếp tục giành thắng lợi tại các bang Bắc Carolina, Massachusetts, Tennessee, Alabama, Oklahoma, Arkansas, Texas, Maine, Minnesota, Colorado, Utah trước các đối thủ tranh cử trong Đảng Dân chủ. Về phía Đảng Cộng hòa, cựu Tổng thống Donald Trump giành thêm thắng lợi tại các bang Bắc Carolina, Tennessee, Oklahoma, Alabama, Maine, Arkansas. Colorado, Texas, Virginia, Massachusetts và Minnesota. Tuy nhiên, trang Decision Desk HQ dự phóng bà Nikki Haley thắng lợi tại bang Vermont, trước đó bà đã giành thắng lợi tại Washington DC. Thách thức của bà Haley cũng cho thấy một số điểm yếu tiềm ẩn của ông Trump trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11. Theo Reuters, bà Haley giành đến 40% tại một số bang và cho rằng điều đó thể hiện những cử tri độc lập và cộng hòa ôn hòa không hài lòng về ông Trump.